Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn một câu chuyện nói về một người phụ nữ Việt Nam đã cưới chồng đi qua Mỹ. Và cô này là một cái người có ý chí, có nghị lực và rất là chịu thương chịu khó. Cho nên khi qua Mỹ thì cô đã tranh thủ cô đi học và đi làm để cô có thể vừa có bằng cấp lại vừa có lợi tức trong tài khoản nhà băng để có thể bảo lãnh được bố mẹ và gia đình của mình qua Mỹ. Nhưng mà khi mà bảo lãnh bố mẹ qua Mỹ xong rồi á, thì lại không may gặp những cái chuyện rất là buồn thảm xảy ra trong gia đình. Và cô này cô đã bức xúc cho nên là cô chia sẻ cái câu chuyện của cô lên trên đây. Chúng tôi đã đọc được câu chuyện của cô này và thấy là cũng nên chia sẻ lên đây để cho tất cả mọi người thấy được cái tình cảnh cô ấy. Và có thể là có những ý kiến đóng góp tốt hơn cho cô ấy. Hoặc là nếu mà có những ai có trong những hoàn cảnh như cô này thì tránh để có thể khỏi và gặp những khó khăn rất phức tạp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Cô nói là mẹ của cô khi mà bảo lãnh qua bên Mỹ này rồi thì bà là một người rất là kỹ tính. Bởi vì hồi xưa bà đã có một cuộc sống quá là khổ sở rồi, cho nên bà rất là tiết kiệm. Nhưng mà cái sự tiết kiệm của bà thì nó không đúng. Bởi vì cái giấy vệ sinh mà xài rồi á, mà hồi xưa bà còn đem đi bà phơi khô để bà xài lại. Hoặc là bà phơi khô rồi bà lấy bà lau những cái counter ở trong nhà tắm á. Thế đó, bây giờ thì bà bị nhiễm trùng đường tiểu. Cũng là tại vì bà xài những cái đồ mà xài lại bình thường như vậy. Rồi nhiều khi bà nhịn tiểu thì hỏi bà tại sao lại nhịn, thì bà nói là bà không có thời giờ. Đó, thì khi mà bà mẹ này bà ở với cái cô này á, thì cô nói là bà không phải làm gì hết, ngoại trừ là chỉ nấu ăn cho cả nhà thôi. Còn những cái việc khác như là đi chợ, đi búa, hoặc là hút bụi, dọn dẹp, hoặc là giặt đồ ở trong nhà thì cô này cô làm hết. Nếu mà có thời gian á, thì là bố mẹ của cô á, là chỉ có nằm chơi iPad và đi comment dạo trên Facebook thôi. Thì khi mà chung sống trong gia đình có nhiều người như vậy rất là phức tạp. Thì cô có kể cô nói là đồ ăn trong gia đình khi mà bị mốc á, thì cô có bỏ đi thì bà mẹ này bà chửi. Rồi nhiều khi bà ra thùng rác bà lấy lại cái đồ ăn mà cô này cô vứt đi cho bằng được. Thì cô này có khuyên gì thì bà cũng chửi cô hết. Cho nên là cô phải làm ngơ, coi như là không có gì xảy ra. Mỗi một lần mà cô góp ý thì đều bị bà mẹ này bà nói là dạy đời bà. Rồi bà bắt đầu bà khóc lóc, bà la hét, bà chửi bới. Rồi bà đòi về Việt Nam. Thì cô này cô còn kể là khi mà bà ở chung với cô thì cô không cho bà này lấy mật ong để cho con của cô ăn. Vì cô nói là con của cô mới có mấy tháng tuổi à. Thì bà này bà cứ lấy và bà còn chửi cô lại cô là rất là mặt sát cô rất là nhiều. Chưa hết thì tính của mẹ cô này lại hay chủ quan và ẩu tả nữa. Cho nên là cái gì bà cũng mặc kệ. Bà cứ nói là không có sao hết. Bà bị loãng xương mà một tháng trời bà té 3 lần. Toàn là do ẩu. Chén bát thì đổ bể liên tục. Đồ sống và đồ chín gì bà cũng cắt chung một cái tấm thớt hết. Đấy, cái chuyện rất là thường ngày xảy ra một cách lộn xộn như vậy. Thì bố mẹ của cô này cô qua Mỹ cũng được hơn một năm rồi, nhưng mà không có chịu hòa nhập vào với đời sống của Mỹ này và rất là bảo thủ. Thì cô này cô có con nhỏ đó, mà cô phải bỏ nó ở nhà để dẫn ông bà đi bác sĩ. Bởi vì hai ông bà này có đủ thứ bệnh hết nên phải đi nhiều bác sĩ chuyên khoa khác nhau. Đi bác sĩ tim, rồi bác sĩ chữa dạ dày, rồi bác sĩ gia đình, bác sĩ loãng xương, bác sĩ chỉnh hình, đủ loại bác sĩ hết. Cũng may là chồng của cô này làm việc ở nhà cho nên là đã phụ cô để mà trông con. Thì chồng của cô này khi mà vừa làm vừa họp lại phải vừa trông con rất là tội. Bởi vì cô này cô cứ đi hoài phải lo cho bố mẹ của cô. Thì mỗi một khi mà đi bác sĩ đó thì là bác sĩ họ lại bắt phải đi ra chỗ khác để làm xét nghiệm. Rồi phải đi lấy thuốc, rồi phải refer qua bác sĩ khác. Cho nên là cô này cứ phải bỏ con để mà đi hoài. Bố của cô thì bị bệnh tiểu đường mà cứ lén mua bánh kẹo và nước ngọt để uống, rồi mua da heo giấu đi để mà ăn. Thì cô được cô phát hiện được rồi thì cô la, cô giải thích là tại sao phải kiêng cữ, thì lại bị bố của cô đi nói xấu.
với em của bố của cô là em khó khăn lắm. Và bố cô nói là nó nghĩ nó là chủ nên muốn làm gì thì làm. Uống thuốc thì tự ý uống theo sở thích. Trong cái đó thì là toàn bị bệnh nguy hiểm như bệnh tim rồi bệnh tiểu đường. Và bố cô lại thích ăn mặn, thích ăn đồ béo, đồ ngọt. Mà cô nhắc nhở thì cô bị chửi. Rồi hai ông bà thì cãi lộn qua lại, đêm khuya vẫn còn đánh nhau. Rồi chạy qua mép cô, bố của cô thì đấm mẹ chảy máu miệng, mẹ thì lại tát bố rơi mất kiếng. Thì cô này cô đang ru con ngủ, bởi vì thằng con cô rất là nó khó ngủ, cho nên là gặp thêm những cái chuyện này, cho nên là cô này cô mới điên máu luôn. Cô nói là nhiều cô khi cô muốn chết cho rồi, thêm chồng của cô lại cằn nhằn cô nữa, cho nên là cô này cô chả biết phải làm sao cho vừa cả đôi bên hết. Thì bố cô thì hay có cái tật là quăng đồ và vũ phu, và bây giờ thì hiện tại sống ở Mỹ này vẫn còn vậy. Chưa hết chuyện á, thì bố của cô do rảnh rỗi cho nên là nói chuyện với cái tụi hacker trên Facebook á, rồi đưa nó hình để chụp passport, ID, địa chỉ, thông tin nghề nghiệp cho nó. Thì cô này cô nói là hỏi như vậy, hỏi cô không sao mà điên máu. Và cô rất là khổ tâm lắm. Rồi cô nói thêm là cô vừa đi làm full time, vừa đi học full time, rồi lại vừa phải chăm con nhỏ, chăm bố mẹ, chăm lo nhà cửa, chợ búa và dọn dẹp nữa. Cho nên là rất là nhiều việc khiến cho cô muốn phát điên cái đầu lên luôn. Chồng của cô thì ở rất là sạch sẽ và ngăn nắp, cho nên cô phải dọn hoài. Nếu không thì chồng của cô nói là bố mẹ em ở dơ và không chịu phụ lo cho con cái. Cho nên là cô này cô phải làm hết để khỏi phải ai nói ai hết. Mấy cái món mà mẹ của cô nấu mà có mỡ béo á, là cô phải dành để cô ăn, mặc dù là cô không muốn. Bởi vì nếu mà không ăn á, thì bố mẹ cô ăn vào lại đổ bệnh nữa, lại phải khổ. Cho nên phần nào mà xấu thì cô cũng cứ dành cho bản thân của mình thôi. Sức khỏe của cô thì không có. Cô bị thoái hóa cột sống, mà trong cái đó cô dưới 30 tuổi, nên làm gì cũng đau, mà cố gắng gồng mình để lo cho bố mẹ. Vậy mà ông bà cũng không hiểu cho cô. Thì cô khuyên giữ sức khỏe thì bị chửi thậm tệ. Cô không thể nào cứ theo sát mà nhắc nhở như là đi chăm một đứa con nít được. Cô còn rất là nhiều công ăn việc làm, và cũng như việc học của cô, cũng như là phải lo cho chồng cho con của cô. Mà cô không quan tâm nhắc nhở thì cũng không được, vì đó là cha mẹ của mình. Thấy cái gì sai thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe là cô nhắc liền, và cô làm đúng lương tâm của một người con. Thì bố của cô hồi xưa tuy không có nhậu nhẹt gì cả, nhưng mà là cái người cờ bạc gái gú, cà phê, thuốc lá có đủ hết. Mỗi lần hết tiền thì là về nhà cầm đồ bán đồ. Có khi giang hồ kéo về nhà đòi nợ, họ vô xiết đồ rồi đập phá. Bố của cô thì lại đổ qua cho mẹ của cô, nói còn mẹ của cô giữ hết tiền rồi. Thật ra thì không phải như vậy. Lúc đó nếu mà những cái người mà bị xiết đồ này đó, họ có hiếp dâm mấy chị em thì mấy chị em của cô cũng không làm gì được họ. Chưa hết thì bố của cô ấy là không ủng hộ việc của mẹ cô cho mấy chị em cô đi học đại học. Cho nên là bố cô nói là mẹ mày tham lam, con người ta bán cà phê xây nhà lầu cho ba mẹ nó kìa. Khổ lắm, sống từ bé không biết tình thương của cha là gì cả. Có tiền là đi ăn chơi bạn bè hoặc cờ bạc gái gú, hết tiền thì lại về với vợ với con. Chưa hết, hồi bé ăn cắp tiền ống heo của cô ấy dành dụm để phụ mẹ tiền chợ búa, thì bố của cô đã lấy hết tiền đó để mua thuốc lá và ăn chơi cho bản thân của mình. Trong khi mấy mẹ con của cô thì bị đói bụng phải đi xin cơm từ thiện để ăn. Cho nên là đi đâu thì mẹ con cô cũng bị người ta xem thường, bị hất hủi vì nghèo. Vậy mà bố của cô dám bỏ ra 30 triệu đồng để mua đồng hồ hiệu đeo cho bản thân. Con cái tiền học thì không có đóng. Đó, cho mấy chị em cô phải nghĩ cách để kiếm tiền đi học. Vừa đi làm vừa quen với bạn trai, nhờ họ phụ thêm tiền học phí. Nhưng mà mẹ của cô thì bắt mấy chị em, dù thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giá cũng phải giữ trinh tiết đến lúc lấy chồng. Ngay cả lúc mà bố của cô bị bệnh cũng vậy, mấy mẹ con phải lo xoay sở để kiếm tiền chạy chữa cho ông ấy. Bố của cô là một người khó tính và gia trưởng. Nếu mà nấu cơm hơi ướt một tí là hất nồi cơm xuống đất, rồi chửi và đi ra ngoài ăn hàng. Mặc kệ mấy mẹ con của cô không có cơm ăn. Khi mà không có tiền thì đi mượn họ hàng,
rồi bảo họ phải đi đòi mẹ. Mẹ của em làm nội trợ thì đào đâu ra tiền, quần áo thì ai cho cái gì thì mặc cái đó, đói thì mua cơm ký, cơm bán theo ký cho dân lao động về để mà ăn. Khổ quá, cho nên là cô này cô phải chăm học, vì cô hiểu cái nghèo và cái bị khinh là không thể nào chịu đựng nổi. Và hiện thì cô đang cố gắng để học lên doctor. Thì cô nói là chuyện mà cô kể ra chắc là không ai tin cả, nhưng lại có thật. Và còn có rất là nhiều chuyện kinh thiên động địa khác nữa, nhưng mà cô chưa kể ra ở đây. Thì đây là cái câu chuyện của cái cô gái. Cô quá là bức xúc, cho nên là về cái chuyện bức xúc về chuyện gia đình của cô, nên cô chia sẻ lên đây. Thì không biết mục đích cô chia sẻ lên đây là mong mọi người đóng góp ý kiến cho cô, để cô có cách nào thoát ra khỏi cái cảnh này hay không thì không biết. Nhưng mà cô chia sẻ lên đây thì tôi thấy là đây cũng là những cái chuyện mà thường xuyên xảy ra trong nhiều gia đình. Do bố mẹ thì quá là bảo thủ, quá là còn giữ những cái nền nếp phong tục cũ đó, cho nên nhiều khi vô tình làm khổ con của mình mà không biết. Đó. Nhưng mà cũng có nhiều bố mẹ thời nay rất là văn minh tiến bộ và rất là yêu thương con cái, sống chỉ tìm cách làm sao cho con mình có hạnh phúc thôi, chứ không hề làm phiền con cái. Nhưng ngược lại cũng có những cái bố mẹ làm phiền con cái như vậy đó. Thì qua cái câu chuyện này, nếu mà các bạn có những ý kiến đóng góp gì, hoặc là có những cái lối giải quyết như thế nào cho cô này cô thoát khỏi cái tình cảnh gia đình hiện nay, thì xin các bạn cứ comment ở phía bên dưới nha. Tôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới, nút màu đỏ với các bạn. Tạm biệt các bạn.